Bước tiếp theo là bước đánh highlight, đánh sáng tối, làm cân bằng cho khuôn mặt của mình, cho hài hòa, cho rạng rỡ hơn. Cách đánh bước highlight sáng: lấy ngón giữa, sau đó mình tản vùng chữ T. Sau đó là hai quầng mắt. Nhân trung và cằm. Lấy ngón giữa gặm lại một lần nữa. Các bạn lưu ý nhé, nếu khi mặt nào to quá thì mình không đánh phần lai sáng, đánh ra vùng trán, vùng thái dương, vậy sẽ tạo mặt sẽ to hơn. Mình sẽ đánh giọt lệ đi xuống. Còn như mặt bình thường này thì mình có thể đánh được ra phần thái dương cho mặt nó sáng hơn, tản đều ra. Sau đó mình lại dùng latex mình dặm, dặm thật đều tay, tránh bị bết. Phần cằm mình không nên dặm nhiều quá, dặm ra xa quá sẽ làm cằm to hơn và mặt bị vuông. Kết thúc bước làm lai sáng.